Hán chinh tên phà hạ chi ta phổ. Cái này là của cái điện của Trâm Quang. Quán ni chi ta hạ chi ta phổ ni xa. Hán chinh tăng hồ chi ta phổ ni xa. Hán chinh tăng phổ khi chả nam mô chi ta hạ chi tăng phổ. Quán ni chi tăng phổ ni xa. Hán chinh chiến phổ ni xa. Khu kê sang tăng phổ. Hán chinh tăng phổ xa xa ni kê phà nam. Hán chinh tăng phổ hạ chi. Hán chinh tăng phổ ni xa. Hán chinh chinh phản chi tăng phổ khả. Cô chị tặng. Bữa nay có cái nhân viên, ông về ông để làm viên với con cháu đi ông ơi. Lâu lâu nó mới tới đây. Cái này là cái viên này của bề trên mà cặp chứ không phải của quyền mình mà có quyền để cặp cái này nha con. A Di Đà Phật, có lỗi không ông? Cái lỗi thì ta không thấy cái lỗi. Không nhưng thật. Mà cái lỗi của trần thế. A Di Đà Phật. Cái lỗi của trần thế là như vậy. Ở đây là ta đã nói chân thể còn mê muội, chân thể còn miệng lự, miệng lằn lự máu. Nếu mình làm thầy thì mình coi đúng cái căn. Có người ta làm cái việc đó là cái việc gì? Đúng hay sai? Mà cái muốn nói là nói, cái đó là của cái quyền thể. Nói đúng thì nhờ, nói sai thì chịu. Rồi cái rác này nói gì đúng không ông? Ta cũng không biết nói là đúng hay sai. Nhưng mà ta thấy cái gì ta nói là quyền của ta. Người ta chưa nhận ta đúng mà ta chưa nhận ta sai. Đúng cùng ta mà sai cùng ta. Ngày nay trăm họ quá nhiều, nghiệp trần tại thế sao mà chẳng xong. Ngày nay quá đòi buồn đau vô kề, nguyện khắp năm trong cũng đặng chưa rồi. Thôi thôi trở lại để ngồi tâm đà phải tình cho người an khang. Tâm ta còn khổ lòng ta, nhưng chưa biết được tất cả ra đời. Ngày nay buông xả hết rồi, sao còn nắm lại chưa rồi chồng gian. Buông neo giữa biển sóng to, gió thời to lớn tan quang cửa nhà. Dù cho muôn kiếp say mà, niệm sao cho hết nghiệp trần của ai. Mình làm biết phải thì sai, mình làm cho đúng thì sao được hưởng phần. Chớ ai mà biết trước giờ nghiệp căn nghiệp nợ, vợ chồng chưa an. Còn tim gây nghiệp trần đời, thế gian loạn lạc bây giờ khổ đau. Sau này gọi lại ăn gao, ngồi đâu khóc đó làm sao bây giờ. Nhờ đây tiếng nói gọi khởi ra, để mà niệm Phật cho ta đặng nhờ. Biết đâu quyền tước của mình, chết rồi cũng nắm hai tay chối rồi. Nợ chân chưa hết thả buông, sao mà vĩnh bờ mà ham của người. Thấy người cô khổ vô biên, sao mình không chọn để làm phước duyên trao dồi.
thấy người có của tam ham rồi cũng bỏ sát tan địa hồn. Nam mô A Di Đà Phật. Vì ngày hôm nay thì cải duyên lành ta đã về, ta nói trong cái lời ăn tiện nói, một lời nói của ta thì bao gồm tất cả, thì thế gian ai biết được thì soạn sẵn, còn không biết được thì lên sàn lên sải. A Di Đà Phật, ta đã nói như vậy đó. Bữa nay có duyên không có về. Buồn sao quá đổi người ơi, làm ăn không được thế gian bùi ngùi. Ta đây ngậm cuốc phun lời, nói ra để nhớ một lời âm mau. Ngày sau mới biết nghiệp trần, bây giờ chưa biết nghiệp trần ra sao. Lời trao tiếng nói âm âm, ngày sau phước hậu lao đao mất rồi. Hồn kia loạn lạc một giờ, màn này không kịp nữa rồi người ơi. Lời ta gào hát bán buôn, không tiền không bạc cũng như nói lời. Ra lời tiếng nói nhắc chừng, ai làm đặng được thì mừng cho ai. Còn ta như thể thế nào, không cần ta được giàu sang giống người, thì ta mới được vào lời, vào tâm, vào trí, vào tiền ngân. Nói mà tâm trí buộc gàng, nói mà không đúng những lời trong tâm. Lời trao lửa tiếng giao tình, chớ không lời nói bán buôn được gì. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quán Âm Bồ Tát độ thời cho chúng sinh. Mưa hòa gió thuận cho yên, từ nam tới nữ ở xa ở gần. Lời ta không phải bán buôn, mà mua cho được vị thời nơi đông. Tình thương càng ác ngao dung, tình thương chăng chứa đại đồng càng tâm. Lời vàng tiếng ngọc quyền thâm, từ đây sắp tới khổ đau khắp miền. Ta đây dính cột để mà gìn cõi nhân thế vậy thời ra sao. Nếu mình không biết vàng thân, thì sao khổ hành đừng nên buồn rầu. A Di Đà Phật. Thì ta có một cái lời trao như vậy thôi, để chia sẻ cho thế gian và cô bạc sớm ghiền anh em thân tộc từ Việt Nam, từ dân tộc, từ ở đâu đâu, cho được hòa đồng,
cho được nhân đạo, cho được đức hạnh giàu sáng, cho được mưa hòa gió thuận. A Di Đà Phật. Con biết ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc cho tâm đạo mọi người nghiệp trần buông hết, đừng thời kéo lôi. Tại sao nói trước người không, tại sao nói trước người không hiểu gì? Người con quá thể là khôn, người ngu quá đòi là ngu cẩm dùi. Đời ta như thể gác gom, đời ta như thể cầm gươm trao dồi. Thiện na chưa biết ở đâu, đạo tâm trong dạ trí tâm của mình. Tìm đâu mà Phật ngoài đường, trong tâm có Phật mà mình không an. Lời vàng tiếng ngọc xin cao, càng cho trần thế ở xa ở gần. Biết chi thì nói để trần, ai thì bỏ hết vậy thời nghiệp gan. Tại vì theo gốc ma cố quyền thất tổ độ con cháu trần. Chớ ai mà biết trong nhà cột đình công nắm nắm mà cột si. Đời ta có thể lắm khi trần gian khổ sở khắp nơi thiếu gì. Bị chủ bị em mê mang, nghiệp căn chưa hết còn ham nổi nào. Thì đây ta biết nhuộm màu, màu đen màu trắng màu vàng của ai. Thì đây mình phải mắc gai, bệnh đau tàn tật khắp nơi thiếu gì. Thôi ta cũng đặng tạm dừng, bao nhiêu lời chúc cho mà thế gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Gia Hộ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đặng Đại Thần, Chăm Quan Cụ Thần Các Vị Sơn Thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho lời vàng tiếng ngọc của con. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 tháng 12 năm 2020 năm Canh Tý. A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy cảm ứng chứng minh. A Di Đà Phật. Nam mô Cụ Quyền Thất Tổ. Từ kiếp xưa đến kiếp này cũng là trở về cái gốc của gia đạo là Cụ Quyền Thất Tổ của ai nấy nắm. Rồi Cụ Quyền Thất Tổ này quốc độ ai nấy về. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cháu ai nấy giữ. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi ta xin tạm bút nơi đây. A Di Đà Phật. Uống nước đi.